Mình tên là Phượng. Năm nay mình 53 tuổi. 2019 mình qua bên New Zealand này, mình đi du lịch. Sau đó mình gặp được chồng mình. Lúc thời đó mình chưa có biết tiếng Anh như thế nào. Visa gia hạn của mình đã hết, mình về Việt Nam. Sau mình đến mấy trung tâm mình kiếm để học Anh ngữ, mình kiếm được ngay cô Tâm cổ dạy Anh ngữ cho mình và tận tình giúp đỡ mình. Mình cố học để mình được đi qua New Zealand cùng chồng mình. Cô tận tình cô dạy cho mình và mình từ đó mình ráng học từ từ, mình nhìn được những mặt chữ và chồng mình nhắn những tin cho mình đều đọc được hết. Cô cũng tận tình giúp đỡ, nhiều khi chồng mình nhắn tin về của New Zealand, cô giúp đỡ hết tất cả. Ngày nay mình rất là tự tin, từ đó mình đã được giỏi và được chồng bảo lãnh qua bên New Zealand này. Mình đã trở về với chồng, mình rất là cảm ơn cô Tâm đã giúp mình. Ai muốn mà đi du lịch và định cư thì nên học cô Tâm này, cổ rất là tốt và rất là tận tình, cổ coi mình như là người nhà của cô. Yes. If it was not for Tam and teaching this lovely lady speak English and helping her all these years since the first time I met her, and then meeting Tam online, and then had the privilege of meeting her and her family when I went to Vietnam, was a great honor. And the friendship has developed from then on, continuously and continually growing. Her skills as a teacher are, what can I say, stardust. They really shine, and the support she gives her students is astonishing. Thank you, girl. You're like a family to us now. Bye, cô Tâm. Cảm ơn cô Tâm rất nhiều.